YouTuber Thơ Nguyễn vừa có màn cà khịa cực gắt trước ồn ào nam ca sĩ Jack vừa bị đài truyền hình Việt Nam VTV bế lên sóng bản tin. Theo đó, giọng ca Thiên Lý ơi đã bị cho là quảng cáo trá hình web cá độ. Trưa ngày 2 tháng 4, VTV lên sóng bản tin Góc nhìn văn hóa với chủ đề quảng cáo trá hình. Phóng sự dài hơn 9 phút phản ánh về tình trạng nghệ sĩ và những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội quảng cáo những sản phẩm và dịch vụ không đảm bảo chất lượng. Và bản tin trưa 2 tháng 4 nhấn mạnh vào nghi vấn những người nổi tiếng đang quảng cáo trá hình cho trang web cá độ. Mở đầu bản tin là dẫn chứng về hình ảnh các người nổi tiếng cũng mặc chiếc áo thể thao có in logo của một trang web cá độ. Chương trình đưa ra nhiều lời bàn luận về việc những người nổi tiếng đang sử dụng sức ảnh hưởng của bản thân sai cách và có thể để lại hậu quả. Bản tin cũng nhấn mạnh các loại hình cờ bạc cá độ bị cấm quảng cáo nhưng hiện tại trên mạng xã hội lại xuất hiện nhiều hình thức quảng cáo tinh vi và khó quản lý. Thế nên chương trình đưa ra biện pháp cho người dân là không xem, không chia sẻ và báo xấu các quảng cáo liên quan đến hành vi cờ bạc cá độ. Ngay sau khi lên sóng, mạng xã hội đã nhanh chóng chia sẻ hình ảnh và nội dung của bản tin VTV. Nhiều người còn phát hiện hình ảnh và nam ca sĩ nổi tiếng được nhắc đến trong bản tin chính là Jack. Những hình ảnh Jack và chiếc áo từng gây xôn xao cũng nhanh chóng bị đào lại. Trước đó, đầu tháng 1 năm 2024, mạng xã hội lan truyền thông tin Jack quảng cáo trang web cá độ. Cụ thể, netizen chia sẻ hình ảnh nam ca sĩ mặc chiếc áo có in tên của một ứng dụng cá cược. Hình ảnh nhanh chóng khiến dư luận xôn xao bàn tán. Thời điểm này, Jack không đưa ra phản hồi nào. Giữa lúc cả mạng xã hội dậy sóng, thì YouTuber Thơ Nguyễn cũng ngay lập tức nhập cuộc cà khịa Jack. Chia sẻ lên trang cá nhân, nữ YouTuber đã viết, cho tao hỏi khờ xíu, cái này do lỗi của bên làm quảng cáo căn bản này kia, lỗi của ekip sản xuất, lỗi của team bối cảnh, hay lỗi bạn này muốn vậy. Một đứa đứng ra nhận tội đi chứ không thì có cạo đầu chưa chắc sạch vụ này đâu. Bên cạnh đó, Thơ Nguyễn cũng khuyên các nhân vật có tầm ảnh hưởng trên mạng. Cô nói, xe hỗn hỗn vậy chứ mình muốn nói là, các bạn ơi, là KOL hay người nổi tiếng các bạn cẩn trọng một xíu nha. Nhận quảng cáo thì nhớ kiểm tra tính hợp pháp của sản phẩm các bạn quảng cáo nha. Hồi xưa mình từng nhận được rất nhiều đề nghị quảng cáo kiểu này đấy, những quảng cáo vậy thường giá cao. Có những cái còn đưa ra mức hoa hồng cơ, nhưng mình không bị cám dỗ. Tới mức một nhãn hàng lớn muốn hợp tác với mình không quan tâm giá cả mà hỏi câu đầu tiên, nhãn hàng mình sẽ đem đến lợi ích gì cho các bé. Vậy nên thường mình làm được có 1 đến 2 nhãn à, nhưng mình vẫn giàu có mà, người ta gọi hay không bằng hên. Thế nên là các bạn cứ từ từ, đừng nghĩ là ai cũng có thời, cố gắng kiếm được nhiều kiếm nhé. Biết đâu nhờ tính nhân đạo, cái thời của các bạn dài ra và các bạn nhận được lộc từ các hoạt động khác thì sao? Hiện bài đăng của Thơ Nguyễn cùng ồn ào Jack bị VTV bế, nghi đăng quảng cáo trá hình web cá độ vẫn đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Trả lời với truyền thông, Jack cho biết được chính câu lạc bộ Aston Villa mời sang thăm và làm việc. Anh được tham quan phòng thay đồ, phòng họp báo, store sản xuất áo đấu và tập luyện các kỹ năng chơi bóng với các ngôi sao nổi tiếng của câu lạc bộ, giao lưu phỏng vấn họ đồng thời giới thiệu Việt Nam với họ. Theo Jack, có một page liên quan cá độ lấy hình ảnh Jack gắn vào không đúng mục đích và cũng đã gỡ bài vì sử dụng hình ảnh không được bên Jack cho phép. Jack nói không liên quan gì với các bên khác và chỉ làm việc trực tiếp với câu lạc bộ Aston Villa.